Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhớ mới về được một con Sony D3000 huyền thoại. Dạ, máy còn tương đối đẹp, đặc biệt hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng như là AM, FM, Line In kết nối thiết bị từ bên ngoài vào, đặc biệt là đĩa CD hát rất là hay. Dạ, máy được trang bị bởi hai hồi gỗ hai bên, dạ nhìn rất là sang trọng. Đây là cái nắp bật. Đây là đồng hồ hiển thị. Dạ, máy được sản xuất năm 1988 và tới giây phút hiện tại còn rất là đẹp. Em sẽ quay mặt phía sau của máy. Dạ vâng, em quay cận cảnh nha. Đây mặt bên hông vậy, hồi gỗ này rất là dày và máy nặng khoảng 12 cân vậy. Đây là mặt phía sau của máy. Đây nó có cổng là Line In và Line Out vậy, đặc biệt cổng copy call luôn nha. Và sản xuất tại Made in Japan. Số series là 204 đuôi vậy, Sony D3000. Còn nguyên cái tem máy này. Máy tương đối đẹp vậy. Bây giờ em sẽ đi vào phần mà test chất âm của dòng Sony D3000 vậy. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 vậy. Giá em bán là 3 triệu 500 ngàn đồng. Dạ vâng, Audio Đặt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị ấn nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đặt Gò Vấp sớm nhất có thể. Dạ, bây giờ em sẽ đi vào phần test chất âm của dòng Sony D3000. Vâng, em test cái bàn CD này trước, CD ra rất là hay dạ. Đặc biệt âm bass đánh rất là chắc và ngọt ngào. Em test một đoạn nhạc của nữ ca sĩ Lệ Quyên và em bấm play đây dạ. Đĩa đã quay rồi. Đây là lúc volume tổng dạ. Đây là lúc qua bài. Coi trọn trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa. Em kiếm chọn như là nơi lúc nguồn, Line In, Tuner, CD và lúc play dạ, tạm dừng. Thì lúc là tắt mà đóng nắp mở nắp vậy. Âm thanh rất là hay. Giấc mơ chưa đến. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngùi mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi trong gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm rơi những giọt mưa cuối cùng. Thank you.
trong tay. Có phải vì tâm tư sâu kín trang tư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi, khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối. Qua bài số 2. Má đọc rất là tốt vậy. Giờ bây giờ em sẽ test để cộng line in kết nối thiết bị từ bên ngoài vào vậy. Dạ vâng. Em kết nối thiết bị từ bên ngoài và từ chiếc iPod này vậy. Và đã chuyển qua kênh Line này. Để mà lớn volume này cho. Đi tình đầu, tiếp tròn mộng đâu em. Xin từ xa đường phố trăm mưa đô. Làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tha thư. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn xin xa thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin xa thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin xa. Dạ vâng, em sẽ kết thúc các phần video trình bày ở đây. Quý vị nào có nhu cầu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454. Dạ, em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.